Hello, xin chào tất cả anh em cùng quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em những bí quyết chơi tài xỉu dành cho anh em nào tham gia chơi tài xỉu lâu rồi. Anh em chơi mà chơi cũng được vài ba tháng rồi đúng không? Thì gọi là lão làng rồi. Nhưng mà thì tháng cũng chưa được ra. Thì hôm nay mình sẽ bổ túc thêm cho anh em một cái bí quyết chơi cực kỳ hiệu quả để anh em có thể là tăng giúp tăng để cảm nhận. Anh em đang có tỷ chiến thắng là từ 50 đến 60 thì hôm nay mình sẽ thêm 3-4% tỷ thắng cho anh em nữa để anh em có thể là tự tin là một ngày có thể chốt và liên tục như chốt đơn anh em nha. Ok, thì đây là một cái chiến thắng giúp anh em người chơi có thể là được nhiều tiền trong các bán cược đúng không? Ví dụ nếu anh em ăn vốn vào cửa xỉu đi hay là bắt một con xí ngầu, ví dụ là anh em hay soi vào một xí ngầu đúng không, hay là chạy ví dụ như là xí ngầu 8 này đấy. Thì anh em bắt một con 8 nữa đúng không, thì anh em phải quan sát là con 8 trước là nó thuộc dạng gì, ví dụ như là 8 nó chạy 8 nó chạy ví dụ như là ở trước thì có 8 tuổi này và 8 nữa rồi thì anh em tính bắt thành con 8 nữa đúng không, thì nó có phù hợp không? Không nên nha. Trong cái trường hợp của cầu gặp ở đây thì nó phải là con sử 10 thì nó mới hợp lý. Chứ thực ra con 8 ở đây thì không bao giờ có. Trừ khi không? Trừ khi là 8, 8 và 10 thì còn có thể là 8 tiếp được. Đúng không? Thì còn nếu như 8, 10, 8, 7 không bao giờ xảy ra. Thế thì 8 tức là 1 đúng không? Và nhưng mà vì thế cái tỷ lệ cá biệt rất là khó được mừng và phép ở sau sau hai đi và hai điều chỉ ở đây cũng rất là khó, nhưng mà vì thế nên nghĩ chỗ cho mình. Ok, thì tiếp tục ví dụ như làm con chữ 10 đi thì 10 nó có lên con tài 10 mình có không ấy, là do con 10 có thể là tổng viên ví dụ như là tài là một khoảng 27 thì chỉ ra là 23 thì cái tỷ lệ nó lên tài rất là khó, tức là được chỉ tiêu ở một đặc ngược thì ngon thì trong người này người này thì anh em có thể là bắt thêm cho mình đó chính là con sử trí hoặc là có 10 kép vừa cũng xa đúng không. Đó, đấy là một cái điểm cần lưu ý khi mà mình chơi cho mình. Cách thực hiện rất đơn giản thôi, anh em cần lưu ý là khi mà anh em thực hiện thì anh em kèm theo cách đi vốn hay nữa, chứ không phải là anh em bắt hay mà đi vốn trả ra gì thì thành ra là cũng chả lời lãi bao nhiêu. Ví dụ anh em có vốn là 10 củ đi theo cái vốn là bình dân hiện nay thì anh em sẽ đi là tầm ví dụ 5 tay thì anh em cân đối là 2 mét một tay, một tay là 2 mét là ok, hoặc là 3 mét là tối thiểu nhất, đừng có phải to quá. Nếu như mà tứ kết thì em có thể là đi 50% vốn là được, gọi là 5 củ lại thôi, đấy gọi là cái mức to nhất có thể thôi nhé, chứ đừng có đi là tất tay này hay là all in này. Đấy, bỏ qua một suy nghĩ đi đúng không? Bởi vì là anh em mình chơi vài tháng rồi lão làng rồi mà vẫn toàn là all in tất tay về cái bộ môn tài xỉu này thì đúng là anh em thất bại và cũng đáng thôi. Nên là vì thế đối với cái lựa chọn này thì với cái lựa chọn mà anh em chơi môn tài xỉu rồi ấy, thì tốt nhất là anh em nên là đi một cách là và chuẩn xác ấy. Hoặc là anh em bắt đầu là đủ cũng điểm khuyên chính ngờ phải rõ này, thế thì cũng chia sẻ thêm cho anh em một cái điểm khuyên mà nó dễ có hay gặp phải, đó là một con xỉu chín đúng không, nó là một cái giao thoa giữa con chín hay là lên con tài 12 hay là cục dạy là cầu chạy được một 12 là xuống con xỉu 7 này, bởi lên tài 13 này. Trong trường hợp 7-13 rất là khó, 7 có thể nó nằm ở đây là con xỉu 10 hoặc là con xỉu 8-9 đúng không? Sẽ gãy con xỉu 7 rồi, vì là 12 xỉu 7 thì tỷ lệ nó gọi gãy về xỉu rất cao, nếu cái điểm xỉu nó còn thiếu hơn nữa thì chưa không? Còn nếu mà nó đang ngủ rồi, tức là sao? Tức là tài tài chỉ có thiếu nữa thì tài thiếu thì 7 này có thể chọn tài 13 được, sau đó 13 thì sẽ gãy về 11 vì nó sẽ chạy bệt ở đây, nó sẽ hồi 18 đúng không? Nhưng mà không, nếu trong trường hợp này
chỉ có thiếu thì bệnh và người có thể có bệnh bệnh kép người luôn cũng có thể. Đấy là một trong gian để nên được làm được, không trông chỉ là cổ được đâu, trong cái câu bị cũng như vậy. Nếu ba mẹ 6, 7, 8, 7 và 10 thì chỉ thiếu thì nó là kép 10 sau đó mới để hiện tại. Nó là cái thuật toán của game, nó là trình sẵn của game rồi, lúc nào nó chậm nó chỉ mới như thế thôi. Trong cái cả một tài xỉu online hiện nay, anh em có thể là ý kỹ cho mình hiểu, thì kỹ cho mình những cái điểm viên quen thuộc của game, những cái điểm xí ngầu, đúng không? Anh em mà nắm phải nắm bắt đúng cái điểm mà anh em học phải mà hay xảy ra thì kiểu gì anh em chơi nó cũng là cực kỳ là chuẩn anh em không, chứ đừng mà tự nhiên là trong cái tháng 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 này mà lúc con 8 hay là con 7 này nó hay là nguyên tài đúng không, hay nguyên tài thì anh em lại quyết đi là 7 bắt 10 xỉu thì thành ra là còn là sai đúng không, còn là sai. Thế thì nếu như chi muốn của nó trong tháng này những cái điểm kia thì em phải tự quan sát của nó, mình chơi cả tháng trời mình phải là có thể là nhưng mà chỉ việc kém như thế này nó ra điện thoại này hoặc ra giấy này đúng không, những cái điểm mà nó hay lên cái điểm mà nó hay xuống đó để mình lưu ý đúng không. Mình cái đầu mình nói chung là mình không thể nhớ được mình công việc ở ngoài nữa đúng không, mình không nhớ được thì mình có thể là ghi ra ngoài đúng không, cái điều kiện công việc công việc nhiều ông là muốn tỷ lệ thắng cao nhưng mà rất chi là lười, người có chung là hoạt động gọi là nghiên cứu để ra được một cái bản như này. Tại vì sao mình thắng lớn được và tại sao mình đứng ở trước bảng này mình chia sẻ được nghe, đó là một cái thói quen của bản thân mình tạo ra được, là mình chơi mình đặt cầu như thế nào mình ghi lên đây cho nhiều chưa, và mình tính toán kỹ càng ra thì mình có thể phải phân tích được là cái phiên kèo đó là gì mà cách đi vốn hiệu quả này thì được thắng tỷ lệ cao này đúng không, khi mà mình chơi vào mình mới hiểu rõ được là cái tầm quan trọng thì mình phân tích nó rồi. Mình là người chơi lâu rồi chỗ phải là mình là người chơi mới chơi thì mình là người mới chơi mình có thể là bắt qua qua mình nhìn cái cầu nào mình bắt cầu đấy đó, thì được đúng không, nhưng mà mình là người chơi lâu rồi đó, thì kỷ luật lão làng rồi thì tỷ lệ thắng chưa cao thì mình phải tìm hiểu nó tại sao ở chỗ nào mà mình còn tỷ lệ thắng chưa cao là ở đâu đúng không, mình lỗi ở đâu mình sai chỗ nào, thì mình cũng cần phải phân tích các giới ra bảng ở đây để hiểu rõ là mình sai đây hay là mình còn lỗi và đi vốn kém, thì mình phân tích ra đây là mình phải đi vốn như thế nào để tạo thói quen bản thân mình phải sửa sai đi chứ chứ đó, chứ mình càng chơi lão làng rồi mà mình càng thua thì đó là do bản thân mình nhé. Ok thì chương trình video này mình sẽ kết thúc ở đây và anh em cứ tham khảo cái bí quyết đấy, chơi tài xỉu không thua dành cho anh em là chơi lão làng như thế này thì anh em tham khảo nhé. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình, chào tất cả anh em, bye bye anh em nhé.